Win. Cô Win thì bận đi phụ mẹ rồi đi làm này nọ, ngày công an. Thì lúc này trong rừng nó cũng lạnh lắm. Lương bắt này bắt kia mà nắng quá Lương cũng đi vô nước luôn cả nhà. Gần 2 tiếng luôn cả nhà. Bây giờ hai chú cháu Lương sẽ làm món gì đại cả nhà cùng ăn. Đi bên này với một bãi mấy cây thuộc họ Dương Sĩ nè, nó gần giống như chăn rau dến luôn cả nhà. Nguyên một bãi luôn nè. Có xuống dưới này đi. Đây cả nhà. Lá mờ đầy luôn nè, cả dến nhưng mà không phải nha. Cái này rau dến là đá nha cả nhà. Đây Lương bắt con cua đá. Ui da. Cua Bin thì còn ở dưới kia nha cả nhà. Về mẫu. Đây 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 chú Lương coi. Đây. Nó kẹp. Kẹp rồi hả? Rồi. Đó, đó. Để vô. Đây có mấy cái hang đó nè. Đây một cái. Ô đây một cái nữa nè. À đây cả nhà. Ui. Mình đã không cả nhà. Hết rồi Vin ơi. Ôi chắc. Ồ cái này chắc sâu lắm á. Cái này chắc. Mấy con này khỏe lắm cả nhà. Wow. Kẹp đau lắm cả nhà. Mấy con này khỏe lắm luôn á cả nhà. Đây. Đây. Mới bắt được 4 con à. Nhiều quá. Đây còn mấy hang nữa nè cả nhà. Đẩy xuống dưới. Dạ, yeah, đã to quá đi. Mấy con rồi ta? 5 con hay gì á? 5 con này. Mày kêu luôn cái gì? À đi lên. To lắm này cả nhà. Hai con Bin ơi. To lắm Bin ơi, đưa cái thùng đâu. Em đâu một cặp à con được không? Nhưng à, giờ đi bắt mấy con cua đá trước thôi. Khi nào? Ngoài này nó mát lắm luôn. Ui tre nè. Không quá. Lỗ này ban đêm đó. Đây 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 chạy ra kìa. Chạy ra luôn nè cả nhà. Nó đi. Rồi né đi. Ừ. Có chim chép bự lắm nè. Mấy con à. Mấy con cua đá này thì nó khó bắt lắm. Giờ nhà mới hấp nha cả nhà. Chắc cái này hai chú cháu Lương bắt một buổi chiều được có mấy con nè. Lương sẽ đem về nhà rồi làm món cua hấp xạ rồi mời cả nhà ăn luôn. Bắt được nè. Thì giờ hai chú cháu sẽ đem đi. Này nhìn cái càng đã không cả nhà.
mấy con cua đá. Đây có mấy con à. Mấy con chim chép này sao, để vô luôn ha. Rồi rồi rồi. Nay đem về nhà làm thì nó sạch sẽ hơn. Với lại hồi Lương mời cả nhà nha. Bin cầm. Ok cầm đây đi. Đây Bin, để chén muối ớt đây đi. Ra cả nhà. Mày ăn đại, cầm ăn đại đi. Đứa đứa cầm đứa ăn đi. Mày quên đem cái bàn ra. Ngọt lắm luôn cả nhà. Mày con chắc cứng ngắc luôn á. Cứng ngắc luôn. Mấy con này nó ở nó ở ngoài đá không à. Mấy con này cái càng nó miếng cua nha. Quá quay thường xuyên được. Nhìn nó đen đen, mấy con này gạch chắc nhiều lắm à. Cái nhà gạch cua rất là nhiều luôn. Thơm dễ ăn luôn. Này. Thôi, ăn đi chú Lương ăn vậy. Này cua cái ngọt ghê cả nhà. Đi nguyên cả ngày buổi chiều mà bắt được có mấy con à. Nằm đúng cua đá luôn. Này. Cua rất là nhiều luôn. Đó. Con này ăn cua đá quá bao giờ. Gặp nhiều ghê luôn á. À, cái này mình mà bắt được nhiều ăn xíu luôn ha Bin ha. Toàn là thịt. Bò này thì nó cứng quá ăn không được. Bò này cứng lắm cả nhà. Ở đây nha cả nhà. Thì cả nhà có yêu quý những Lương sẽ cố gắng khi nào quẹ Lương sẽ cố gắng quay đào cả nhà nha.